Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 13 tháng 1, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, khiến một cô gái trẻ thiệt mạng. Vụ việc xảy ra trước cửa nhà số 82 Vương Thừa Vũ vào lúc 0 giờ 10 phút rạng sáng ngày 13 tháng 1. Lực lượng công an đã đến phong tỏa hiện trường là hè phố xung quanh căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi hài, điều tra vụ án mạng. Trước đó rạng sáng ngày 13 tháng 1, mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng kèm clip ghi lại cảnh một cô gái trẻ mặc quần áo màu hồng, xô đẩy với một nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, tay cầm vật sắc nhọn, trong khi một nam thanh niên khác đang can ngăn. Quá trình xô đẩy, thanh niên cầm hung khí đã vật ngã cô gái xuống đất, rồi tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống. Theo người đăng tải bài viết, sự việc xảy ra trước cửa nhà số 82 phố Vương Thừa Vũ. Công an quận Thanh Xuân cho biết, điều tra ban đầu xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là người yêu cũ của nạn nhân. Lực lượng điều tra Công an quận Thanh Xuân và Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triển khai truy bắt đối tượng. Căn cứ vào dấu vết hiện trường, nhân chứng và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã xác định được nạn nhân là chị UTP, sinh năm 2003, quê tỉnh Lai Châu, là nhân viên làm neo, bị sát hại dã man trên phố Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Chỉ sau một ngày, vào khoảng 22 giờ đêm ngày 14 tháng 1, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã vận động đối tượng Hoàng Văn Thành, sinh năm 1998, quê ở tỉnh Thái Nguyên, nghi phạm sát hại chị P ra đầu thú về hành vi sát hại người. Cơ quan điều tra đã bắt giữ và di lý đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra bước đầu xác định được Thành là người yêu cũ của chị P. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng là do mâu thuẫn tình cảm. Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Thành đã thừa nhận hành vi sát hại cô gái trẻ. Nạn nhân bị Thành sát hại là chị UTP, sinh năm 2003, quê ở Lai Châu, bạn gái cũ của Thành. Hoàng Văn Thành khai nhận đang làm thợ cắt tóc ở địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Còn nạn nhân P làm nối mi và sơn móng ở phố Vương Thừa Vũ. Thành và chị P có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2020. Đêm 12 tháng 1, Thành tới cửa hàng nơi chị P làm việc, thì thấy chị P đang đứng trước cửa nhà số 82 Vương Thừa Vũ cùng anh D trú tại thành phố Hà Nội. Thành xuống xe đi vào để hỏi mối quan hệ giữa P và D, thì được chị P cho biết anh D là người yêu của mình. Lúc này Thành và chị P xảy ra cãi vã. Sau đó Thành đi mua một vật sắc nhọn, quay lại xông đến tấn công liên tiếp khiến bạn gái cũ thiệt mạng. Chứng kiến chị P bị Thành sát hại, anh D xông vào can ngăn cũng bị Thành gây thương tích phải đi cấp cứu. Gây án xong, Thành đi sang quận Long Biên bỏ trốn. Quá trình này, Thành có gọi điện nhắn tin cho hai người nói đã sát hại chị P và sẽ đi quy tiền. Đến đêm 14 tháng 1, biết không thể trốn thoát, Thành đã đến công an quận Thanh Xuân đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định hành vi phạm tội của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đoạt quyền được sống của người khác là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn chỉ vì mâu thuẫn tình cảm rất manh động, táo tợn, sát hại nạn nhân dã man, tàn ác đã cấu thành tội sát hại người. Theo chuyên gia pháp lý này, hành vi của nghi phạm đã tước đoạt tính mạng người khác, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây mất an ninh trật tự ngay giữa địa bàn trung tâm thủ đô, nên cần thiết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình, là có căn cứ đúng quy định của pháp luật. Ngày 17 tháng 1, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành, sinh năm 1998,
quê tỉnh Thái Nguyên để làm rõ hành vi sát hại người. Nạn nhân bị Thành sát hại là chị UTP, sinh năm 2003, quê ở Lai Châu, bạn gái cũ của Thành. Ngày 26 tháng 7 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Thành, 25 tuổi, ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về hành vi sát hại người. Bị hại trong vụ án này là chị UTP, 20 tuổi, ở Lai Châu. Theo cáo trạng, năm 2020, Hoàng Văn Thành có quan hệ tình cảm yêu đương với chị UTP, 20 tuổi, ở Lai Châu, là người làm nghề nối mi và sơn móng ở phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Vào khoảng 23 giờ 15 ngày 21 tháng 1 năm 2023, Thành điều khiển xe máy đến cửa hàng để đón chị P đi liên hoan. Đến nơi, Thành nhìn thấy chị P đang đứng nói chuyện với anh TTG, 28 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, ở trước cửa hàng. Lúc này, Thành đến hỏi chị P và anh D về mối quan hệ giữa hai người, thì chị P trả lời D là người yêu. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Do ghen tuông nên Thành bảo chị P đứng chờ rồi đi mua một vật sắc nhọn dùng để gọt hoa quả, cất giấu vào túi áo khoác đang mặc. Thành gặp chị P và tiếp tục hỏi chị này về mối quan hệ với anh D. Do chị P không trả lời nên Thành bực tức dùng hung khí tấn công chị P. Chị P lùi lại gần cửa hàng thì bị Thành dùng hung khí tấn công liên tiếp 15 nhát vào mạn sườn. Thấy nạn nhân vẫn cử động, Thành tiếp tục tấn công thêm 10 nhát nữa, khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ. Thấy Thành dùng vật sắc nhọn tấn công chị P nên anh Dê vào can ngăn, cũng bị Thành tấn công gây thương tích, tổn hại 4% sức khỏe. Sau khi gây án, Thành điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 14 tháng 1, Thành đến công an quận Thanh Xuân đầu thú và khai nhận hành vi. Thời điểm gây án, Thành đang là thợ cắt tóc ở phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tại phiên tòa hôm 26 tháng 7, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân. Bị cáo cho rằng trong lúc nóng giận bộc phát đã dẫn đến phạm tội. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận định vụ án từng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xuất phát từ việc cho rằng chị P lừa dối tình cảm, Thành đã ra tay sát hại nạn nhân. Quá trình này, bị cáo còn có hành vi tấn công người can ngăn là anh Dê, khiến anh này bị thương. Hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Hậu quả tước đi mạng sống của chị P. Dù bị cáo đã ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, nhưng vẫn cần phải đưa ra bản án nghiêm khắc nhất. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành mức án tử hình về tội sát hại người, 12 tháng về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là tử hình. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường các chi phí về mai táng, tổn thất tinh thần, tổng cộng 228 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.